Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc thất hứa về Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo mới lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông trong chuyến thăm Nhà Trắng vào năm 2015. Trong đoạn video dài 1 phút đăng trên trang tweet, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề cập tới vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập, cũng như cam kết sẽ không quân sự hóa Biển Đông mà nhà lãnh đạo này đưa ra vào năm 2015 tại Vườn Hồng trong khuôn viên của Nhà Trắng. Ông ấy đã quân sự hóa Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ nói trong đoạn clip đăng hôm 16 tháng 7. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson nhân chuyến thăm Anh vào hôm 20 tháng 7. Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe dọa nguy hiểm cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện nay. Ông đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh phải từ bỏ động thái làm tổn hại đến hòa bình và ổn định chung. Và ngoài thất hứa về việc không quân sự Biển Đông, ông Pompeo cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không giữ cam kết về một quốc gia hai chế độ liên quan đến Hồng Kông cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra các mối đe dọa thực sự với thế giới và Hoa Kỳ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ và buộc phía Bắc Kinh phải thay đổi hành vi. Chúng tôi muốn một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi vùng biển đó như là đế chế hàng hải của riêng mình, quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã nói. Và không lâu sau, ông ra tuyên bố lần đầu tiên bày tỏ quan điểm chính thức của Mỹ về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Tới ngày 23 tháng 7 năm 2020, Bắc Kinh chưa có phản ứng gì về lời chỉ trích đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thất hứa. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng cho rằng lập trường về Biển Đông của Mỹ cố tình khuấy động tranh cãi về chủ quyền lãnh hải, cũng như phá hoại hòa bình và ổn định. Việc ông Tập phá vỡ cam kết không quân sự ở Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên được tướng Joseph Donofort, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đưa ra vào giữa năm ngoái. Theo tìm hiểu của phóng viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cam kết của nhà lãnh đạo Trung Quốc với ông Obama được đưa ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Khi đó, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, nhân chuyến thăm Mỹ, ông Tập có nói rằng liên quan tới các hoạt động xây dựng mà Trung Quốc đang tiến hành ở quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, theo cách gọi của Trung Quốc, không nhắm đến mục tiêu hoặc ảnh hưởng tới bất kỳ nước nào, và Trung Quốc không có ý định theo đuổi việc quân sự hóa. Đây là hình ảnh Tổng thống của Mỹ khi đó là ông Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 9 tháng 5 năm 2015. Ông Tập cũng tuyên bố cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, ở Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, phải được giải quyết khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại, và xử lý các tranh chấp thông qua đàm phán, tham vấn và một cách hòa bình, và tìm kiếm cách thức nhằm đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Mỹ cũng cảnh báo rằng không ai ngăn chặn được Mỹ ở Biển Đông. Phát biểu mới nhất trong một loạt những tuyên bố cứng rắn về vùng biển chiến lược này đã được Mỹ đưa ra như vậy. Vào hôm thứ Ba, theo giờ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã phát biểu tại một sự kiện của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở Mỹ rằng Trung Quốc đang tiếp tục tham gia các hoạt động phá vỡ quy tắc có hệ thống, ép buộc các hoạt động hung hăng khác, và đáng quan ngại nhất đối với tôi là quân đội Trung Quốc tiếp tục các hành vi hung hăng ở trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông nói tiếp, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho phương án thay thế. Và ông nói thêm, theo tường thuật của Business Insider, chúng tôi phải duy trì hệ thống tự do và cởi mở, đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người và bảo vệ các nguyên tắc làm nền tảng cho điều đó. Bộ trưởng Esper nói rằng quân đội Mỹ đang triển khai các lực lượng để chống lại hành vi của Trung Quốc và hỗ trợ các chính sách của Mỹ, rằng Mỹ đã tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, thách thức các hạn chế đi lại bất hợp pháp và yêu sách quá mức của Trung Quốc trong năm 2019, nhiều hơn so với bất kỳ năm nào trong 4 thập kỷ qua. Ông nói, chúng tôi sẽ duy trì tốc độ này trong năm nay. Cũng vào thứ Ba tuần trước, tàu khu trục USS Ralph Johnson của Hải quân Mỹ đã tiến hành chuyến đi tự do hàng hải lần thứ 6 trong năm nay tại Biển Đông. Và hai lần trong tháng này, ông Esper lưu ý Hải quân Mỹ đã vận hành hai nhóm tàu sân bay tấn công cùng lúc. Đây là hình ảnh
hai nhóm tàu sân bay Mỹ diễn tập trên Biển Đông vào hôm 6 tháng 7 năm 2020. Và Trung Quốc ngay lập tức đã tỏ ra nổi giận với sự hiện diện của các tàu sân bay của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết hồi đầu tháng này rằng Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc và bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều nằm trong ý đồ của quân đội Trung Quốc. Hải quân Mỹ cho biết tại thời điểm đó họ không hề bị đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông không biết người Trung Quốc có ý gì khi tuyên bố rỗng tuếch về việc các tàu sân bay Mỹ ở đó là ý muốn của quân đội Trung Quốc. Tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ và Thái Bình Dương kể từ Thế chiến thế giới lần thứ hai và sẽ tiếp tục ở đó và chúng tôi sẽ không bị ai ngăn chặn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper đã nói. Và chúng tôi sẽ di chuyển trên biển hay bay trên trời và hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi làm điều đó một lần nữa để khẳng định luật pháp và pháp quyền quốc tế để bảo lưu chủ quyền của bạn bè và đối tác của chúng tôi, đảm bảo với họ rằng chúng tôi sẽ ở đó để bảo vệ. Nhận xét của ông Esper về Biển Đông xuất hiện sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm thứ Hai tuần trước bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc. Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố như vậy. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi tuyên bố này của Mỹ về Biển Đông là vô trách nhiệm. Phía Trung Quốc nói tiếp, nó vi phạm và bóp méo luật pháp quốc tế, cố tình châm ngòi cho các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố vào hôm thứ Ba tuần trước như vậy. Và bất chấp những lời lẽ cứng rắn về Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Esper nói dự định đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay để thiết lập các quan hệ truyền thống và các hệ thống truyền thông cần thiết trong trường hợp có khủng hoảng. Và vì sao Mỹ đã thay đổi lập trường về Biển Đông? Câu hỏi này cũng được đặt ra. Và theo một số chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ mới đây đã từ bỏ chính sách tiêu chuẩn của mình về Biển Đông để gần gũi với các nước Đông Nam Á hơn, có lợi cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào hôm 22 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã nói, tôi có thể ra lệnh đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ. Ông Trump nhắc lại việc có lửa cháy trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu họ phải rời đi trong 72 giờ. Và tôi đoán là họ đang đốt tài liệu, đốt giấy, ông nói theo hãng Reuters. Trao đổi với Tiền Phong giáo sư Carthay Đại học New tại Úc cho rằng với tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, Mỹ đã từ bỏ chính sách không chọn phe trong vấn đề tranh chấp chủ quyền. Và Mỹ đã hoàn toàn sang ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc và tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết các Biển Đông chỉ là hoàn toàn phi pháp. Và giới quan sát thì cho rằng phát biểu mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mỹ, nhất là việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á đối vùng đặc quyền kinh tế của họ sẽ dẫn tới các động cân bằng chống lại Trung Quốc. Theo giáo sư Lee Minh, trưởng nghiên cứu quốc tế ở Singapore, cho rằng lập trường mạnh mẽ của Mỹ có thể giúp thay đổi yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, cũng như ngăn quân đội Trung Quốc thiết lập vị trí thượng phong ở Biển Đông. Tuy nhiên, một chuyên gia khác ở Singapore, ông Eduardo, trưởng chính sách công lý Quang Diệu, cho rằng vấn đề chủ quyền đối với các đảo bãi ngầm ở Biển Đông và sự cạnh tranh giành quyền thăm dò khai thác các nguồn tài nguyên trong lòng biển, đặc biệt là dầu khí, sẽ không giải quyết được. Không nước nào sẽ rút lại các tuyên bố chủ quyền của mình, dù nó có sự thay đổi chính sách của Mỹ, ông Arad đã nhận định như vậy. Cũng theo giáo sư Thay, có hai vấn đề có thể Mỹ thay đổi chính sách vào thời điểm hiện nay. Thứ nhất, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang coi chống Trung Quốc là chủ đề chính trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Trước đó, Mỹ chống Trung Quốc về chính sách thương mại, sự can thiệp vào vấn đề nội bộ Hồng Kông, cách xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và giờ đây, Mỹ chống Trung Quốc cả về việc nước này bắt nạt, đe dọa các quốc gia ven Biển Đông. Thứ hai là Mỹ đã chỉ đích danh việc bắt nạt và hăm dọa của Trung Quốc đối với quốc gia ven biển, đặc biệt là đối với hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của những nước này. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường sự hiện diện hải quân và không quân tại vùng Biển Đông thông qua việc gia tăng tuần tra tự do hàng hải và các cuộc tuần tra hiện diện khác trong năm nay. Và điều này đã được chứng minh bằng việc Mỹ đã điều hai tàu chiến tới vùng biển Malaysia để chống lại hoạt động của một tàu khảo sát Trung Quốc và để hai nhóm tác chiến tàu sân bay tập trận. Đây là hình ảnh tàu tác chiến ven bờ USS Cabrier của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 5 đã di chuyển rất gần tàu khoan thăm dò Vescapier của Malaysia trong bối cảnh
trước đó hoạt động của tàu Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 đã quấy rối tàu hậu cần West Capture của Petronas. Theo giáo sư Thayen, tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Mike Pompeo được thiết kế để tạo lý do pháp lý cho các hành động của Mỹ và để căn chỉnh cho Mỹ gần hơn với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Các quốc gia ven biển sẽ xác định mức độ hợp tác của Mỹ để đẩy lùi các đội tàu cá, dân quân và hải cảnh Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Một số nước có thể lo ngại rằng việc sát cánh với Mỹ sẽ dẫn tới việc Trung Quốc gây sức ép với họ. Giáo sư Thayer đã nhận định như vậy. Còn Colin Koch, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nhận định, sau phán quyết của Tòa Quốc tế PCA được đưa ra vào năm 2016, sự phản đối của Mỹ đối với các yêu sách của Trung Quốc đã diễn ra dưới hình thức ngầm, kêu gọi tất cả các bên tuân thủ phán quyết. Và lần này, quan điểm của Mỹ không chỉ cụ thể hơn mà còn rõ ràng hơn trong cách thể hiện, loại bỏ quan điểm mơ hồ trong các tranh chấp ở Biển Đông. Theo một cách nào đó, khó có thể nói rằng Mỹ trung lập vì họ hiện đang có quan điểm rõ ràng về phán quyết ủng hộ các điều khoản của UNCLOS chống lại yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Singapore đã nói trong phản hồi qua email. Và cũng lý giải về thời điểm đưa ra quan điểm, Colin Koch cho rằng có thể những lời chỉ trích đối với chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông đã được lắng nghe, đặc biệt là trong nhóm nghiên cứu. Tất nhiên, thời điểm là rất quan trọng. Ngoài nhân dịp 4 năm phán quyết PCA tại Mỹ đang diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Và cả Trump và Biden đều có sự phản đối với Trung Quốc. Thậm chí cả hai ứng viên dường như còn đang cạnh tranh nhau xem ai có thể cứng rắn hơn với Bắc Kinh, ông Koch đã bình luận. Và đặc biệt là điều quan trọng cũng cần lưu ý là năm nay là thời điểm mối quan hệ với Trung Quốc đang ở mức thấp nhất so với những năm trước đó. Ngay trong nửa đầu năm nay đã có nhiều dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua chống lại Trung Quốc như vấn đề về Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và Huawei. Do đó, tuyên bố gần đây về Biển Đông của Mỹ không chỉ phản ánh thời điểm mà còn cả sự đồng thuận ngày càng tăng của cả hai đảng đối với thách thức dài hạn mà Trung Quốc đặt ra với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Dự báo về diễn biến sắp tới ở Biển Đông, chuyên gia của CSIS cho rằng sau tuyên bố này có thể Washington sẽ nêu vấn đề Biển Đông thường xuyên hơn ở góc độ quốc tế và ngoại giao. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã thiết lập vùng cấm bay trong vùng biển của Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Trung tâm kiểm soát đường dài Tam Á của Trung Quốc phát đi một điện văn thông báo hàng không về việc thiết lập khu vực hạn chế bay tạm thời ở Biển Đông. Khu vực này rất nhỏ với chu vi là 5,26 km và diện tích là 1,18 km2. Tuy nhiên, nó lại nằm trong vùng biển của Việt Nam, ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách đường trung tuyến giả định khoảng 31 hải lý, và cách đảo Lý Sơn chỉ có 76 hải lý, và cách đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa khoảng 60 hải lý. Theo thông báo, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 7 phút cho đến 10 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7, mọi máy bay bị cấm bay vào khu vực này, giới hạn độ cao là từ mặt biển đến vô tận. Và Mỹ có thể tăng cường hoạt động huấn luyện và cung cấp thiết bị để giúp các nước như Việt Nam và Philippines tăng cường năng lực trên biển. Ngoài ra, bằng các tuyên bố nhiều hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp, Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty, nhà nước của Trung Quốc có hoạt động và vi phạm ở vùng biển tranh chấp, ông Murray đã nói thêm. Trong khi đó, chuyên gia Colin Koch nhìn nhận rằng quan điểm mới của Mỹ có thể báo trước một chiến lược ở Biển Đông toàn diện hơn ngoài việc thực hiện các hoạt động tự do hàng hải và các cam kết an ninh mà sẽ bao gồm các chiến lược khác như các biện pháp trừng phạt kinh tế chẳng hạn. Tuy nhiên, chuyên gia người Singapore cũng lưu ý, rõ ràng tuyên bố của Mỹ sẽ thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường không chỉ các phát ngôn chống lại sự tham gia của Washington vào vấn đề Biển Đông, mà còn thách thức đối với các hoạt động quân sự của Mỹ ở tại đây, qua đó làm tăng nguy cơ về các sự cố giữa các lực lượng Mỹ và Trung Quốc. Và động thái này của Mỹ cũng có thể khiến Trung Quốc tìm cách xúc tiến Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, vì Bắc Kinh có thể muốn Bộ Quy tắc này như một minh chứng rằng ASEAN và Trung Quốc có thể tự giải quyết vấn đề Biển Đông mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Về phía ASEAN, chuyên gia người Singapore cho rằng tuyên bố này có thể như một sự hỗ trợ cho ASEAN khi đàm phán với Trung Quốc về COC, nhưng cũng có khả năng sẽ gây ra nhiều rạn nứt trong ASEAN. Một số quốc gia thành viên có thể cảm thấy được khuyến khích để có thể có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, trong khi một số người khác lại có thể không đóng tán đồng vì quá phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Hoặc đơn giản hơn là họ không muốn bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường, ông Koch đã bình luận thêm. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020 với bản tin Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc thất hứa về Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.